Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú, và các anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có buổi tối thật là nhiều niềm vui và ấm áp bên gia đình Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832 để em tư vấn và gửi hàng cho mọi người ạ Ngày hôm nay thì em sẽ lên các mã áo polo của Hàn và của Nhật hàng full thương hiệu Tuy nhiên hôm nay em Thanh sẽ bán 150 ngàn một sản phẩm thôi ạ Hàng rất là đẹp, độ mới cao của anh các chú ạ Và em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi anh các chú mua từ hai sản phẩm nhé Còn các anh các chú mua một sản phẩm thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em là 23 000 ạ Và em mà Thanh sẽ đi vào chi tiết sản phẩm ngay bây giờ không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu Hôm nay em Thanh sẽ lên là mã O các anh các chú ạ Đầu tiên mã O1 để một em áo hiệu Vinpole các anh các chú nhé Vai 49 bụng 57 và dài 71 ạ vai 49 bụng 57 và dài 71 với chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Tông màu xanh than phối với màu be các anh các chú ạ, màu nó phối cực kỳ đẹp. Phía đằng sau của nó thì chỉ là màu đen thôi nhá. Cái này nó bị dính cái phần bông thôi. Cái phần bông của cái áo khác thôi ạ. Em sẽ làm sạch sẽ khi mà gửi cho anh các chú, con hàng nhà em thì đều được giặt là cẩn thận rồi. Nó sẽ thiết kế là có sẻ hai bên các anh các chú ạ. Có một cái logo Binpole ở trước ngực này. Cái logo mà người đi xe đạp các anh các chú ạ. Đó tay thiết kế được tay bo nhá, cổ là cổ len đấy ạ, độ mới rất là cao và đẹp. Tông màu này mặc lên siêu đẹp luôn các anh chú nhá. Mã O1, vai 49, bụng 57 và dài 71, 150.000. Em lên mã O2 ạ, vai 48, bụng 52 và dài 71, một em áo chất thun lạnh. Với cái tông màu của nó sẽ là màu trắng kem các anh chú ạ. Đây là cái chất thun lạnh của nó, co giãn cực kỳ tốt luôn sờ cực rất là thích. Phía đằng sau của nó sẽ có hai cái sọc uh, màu xanh và màu ghi các anh các chú ạ. Con này thì form dáng nó rất là trẻ trung. Mã O2, vai 48, bụng 52 và dài 71, 150.000 cái chất vải của nó sờ sướng tay cực kỳ luôn các anh các chú ơi. Tay xuông, cổ là cổ len ạ. Mã O2, vai 48, bụng 52 và dài 71, 150.000. Em thanh lên mã O3, một em áo hiệu Haji với tông màu xanh da trời ạ, mã O3, vai 48, bụng 53 và dài 76. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong các anh các chú nhá, 100% cốt tông mặc cực kỳ thoải mái. Tay được thiết kế là tay bo cổ len này một em áo hiệu Haji của Hàn. Áo thì là sẽ thiết kế vạt sau dài hơn vạt trước và sẽ có sẻ hai bên ạ. Màu này mặc cực kỳ dễ luôn, phù hợp với mọi độ tuổi các anh các chú nhá, chất cốt tông tổ ong. Mã O3 vai 48, bụng 53 và dài 76. Giá 150 000 cho một em áo hiệu Haji, mã O3. Em lên mã O4, à, áo Winston các anh các chú áo của Winston thun lạnh, mã O4, vai 47, bụng 52 và dài 69. Mã O4 á. vai 47, bụng 52 và dài 69. Con này nó là chất thun lạnh, mặc sướng cực kỳ luôn anh các chú ơi, siêu mát mềm đây một em áo Wilson của Hàn nha có một cái logo ở gần trên vai này các anh các chú ạ màu xanh than và phía bên tay của nó đây nó sẽ là có in nó sẽ in cái sơn màu trắng và màu xanh lên cái này á không bao giờ bong được đâu các anh các chú an tâm ạ này tác mát của nó đây các anh các chú này của Hàn nhá chất siêu mát mã o 4 vai 47 bụng 52 và dài 69 này con này co giãn cực kỳ nhiều đây ạ thoải mái lắm Ma O4, vai 47, bụng 52 và xài 69 Tất cả cái phần cúp của nó là cúp kim loại và có tên thương hiệu Winston ở trên nhé các anh các chú 150.000 Em lên Ma O5 này, một em áo của Uliquilo Với tông màu của nó sẽ là màu xanh than Ma O5 vai 43 bụng 49 và dài 70. Con này nó là áo thể thao các anh các chú. Nó sẽ không có đường may ở hai bên đâu, áo họa tiết đây ạ. Vô cùng đẹp luôn, độ mới cao với phần cổ của nó, nó cổ len dáng tay suông nhá. Mà con này thì cái mọng cái chất của nó đây ạ. Vô cùng thoáng các anh các chú ạ. Đó. Mã O5, vai 43, bụng 49 và dài 70. Chất này thì nó mặc thích cực kỳ các anh các chú ơi. Mà màu này vô cùng đẹp, màu của nó là màu xanh than nhưng mà xanh sẽ nhiều hơn các anh các chú ạ. Đẹp lắm. Mã O5 vai 4, 3 bụng 4, 49 và dài 70 này Giá là 150 000 Em có một con mã O6 nó y hệt con A5, O5 Mà nó chỉ là form to hơn thôi Mọ Mã O6 vai 48 bụng 55 và dài 77 Vai 48 bụng 55 và dài 77 Độ mới cực kỳ cao luôn cho em Đó anh em chú thấy không ạ? Cái chất vải của nó sẽ có những cái lỗ li ti thông hơi này này. Mặc vô cùng thoáng mát luôn. Mã O6 vai 48 á, bụng 55 và dài 77, 150 000 Mã O7, em nên lên một con áo Nike gốc, mã O7, vai 52, bụng 55 và dài 70. Nó sẽ là tông màu kẻ, à, tông màu vàng các anh chú nhé, sẽ có kẻ ngang màu trắng này. Một em áo Nike gốc, phần cổ được thiết kế là cổ len, tay thì không có bo các anh các chú nhé, có một cái logo móc câu ở tay, con này thì với cái tông màu của nó là màu vàng mặc lên sẽ rất là tươi trẻ và phù hợp với thời tiết thời tiết mùa hè mùa thu ấy các các chú ạ sẽ thiết kế có sẻ hai bên với chất vải của nó sẽ là chất poly thể thao có độ co giãn các các chú ạ một em áo nai kỳ ngày hôm nay em thanh bán có 170 nghìn, 150 nghìn thôi. Bình thường những con này không bao giờ có cái giá đấy đâu, độ mới cực kỳ cao như thế này. Thì thường giá nó tầm 350, 380, 400 ý. Hôm nay 150 nghìn anh các nhà chú mình tranh thủ săn này. Mã O7, vai 52 bụng 55 và dài 70 ạ. Tiếp theo em lên mã O8 ạ, một con áo hiệu Mizuno màu đen anh các chú nhá. Và nó sẽ phối với cái kẻ màu màu vàng neon, mã O8, vai 44 đến 47, bụng 51 và dài 67 các anh các chú ạ. Với chất của nó sẽ là chất poly thể thao. Đó, phần cổ nó là cổ led và có cái viền màu trắng các anh các chú ạ. Một con hiệu Mizuno có một cái logo ở trước ngực rất là trẻ trung. Form Form này mặc lên thể thao các anh các chú ạ, mã O8, vai 44 đến 47, bụng 51 và dài 67 nhá. Giá 150 000 ạ, utility Em lên mã O9 ạ. Vai 48, bụng 5 vai 47, bụng 51 và dài 71. Mã O9, vai 47, bụng 51 và dài 71 với chất của nó sẽ là chất dệt để các anh các chú ơi, nó giống như kiểu là áo len dệt tí. Con này thì mặc mùa hè thu rất là hợp một em áo hiệu của Mexico, các anh các chú nhá, đó phần à, tay có được thiết kế là tay bo này, cổ cũng là cổ len, các anh các chú có cái viền màu trắng á, với cái tông màu kẻ sọc thì cực kỳ đẹp luôn, đó rất là phù hợp với những anh những chú mà yêu thích uh, màu nhã nhặn, rồi cái vải này nó em thấy nó rất là hay luôn, bình thường á, những con này đắt lắm đấy các anh các chú ạ. đó nó là áo dệt nhá, nó kiểu áo len dệt đấy các anh các chú, á. con này là hàng của Nhật là hàng của Nhật các anh chú nhá, mã O9, vai 47, bụng 51 và dài 71 này, và sau thì dài hơn vạt trước và thiết kế là có sẻ hai bên. Màu này mặc lên bao sang luôn, rất là chất. Mã O9, vai 47, bụng 51 và dài 71 ạ. À. Mã O10, em lên một con Mizuno tiếp theo ạ. À. Vai 44, bụng 51 và dài 69 vai 44 bụng uh, 51 và dài 69 anh nhá chú ạ. Với chất của nó sẽ là chất poly thể thao nhá, màu đen uh, và cái phần cổ của nó được thiết kế là cổ len này, độ mới rất là cao. Con này độ mới cực kỳ cao với tông màu của nó sẽ là màu đen ạ. Một con áo Mizuno hàng của Nhật đây ạ. Giá là 150 000 cho mã O10. Vai 44, bụng 51 và dài 69, 150.000đ mã O10. mã O11 em lên một con áo hiệu US 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 Polo A, như các anh chú nhá. Con này với tông màu của nó sẽ là màu xanh ngọc. Mã O11, vai 46, bụng 53 và dài 73. Vai 46 bụng 53 và dài 73 này nó là áo chất liệu thun, co giãn ấy. Con này thì nó sẽ là rất nó rất là dày dặn và đanh. Phần cổ được thiết kế là cổ len các anh các chú ạ, tay có bo. Màu này mặc lên vô cùng trẻ trung, áo thiết kế là có sẻ hai bên này và sau dài hơn và trước. Có một cái logo thương hiệu được thêu ở trước ngực đây ạ. Đây ạ, còn được em áo hiệu US Polo các anh các chú nhé Con này thì nó là made in Jordan đấy các anh các chú ạ. Siêu đắt luôn. Bán 150 000 nghìn quá rẻ đấy ạ. Để tác của nó đây tác của nó đây đầy đủ hướng dẫn sử dụng anh chú nhá. Mã O11, vai 46, bụng 53 và dài 73 này, màu xanh vô cùng đẹp và lạ. Giá 150 000 mã O11. Em thanh lên mã O12. Mã O12 ạ. Vai 44, bụng 52 và dài 70 mã O12 vai 44, bụng 52 và dài 70 Con này nó cái chất của nó rất là dày dặn Phù hợp để các anh ơi, chú mặc thời tiết mùa thu Mát mẻ như thế này các anh ơi, chú ạ Áo thì là cổ len, tay có bo nhá Và phía đằng sau của nó này, có chữ thêu Chất cực kỳ đẹp và dày dặn Đanh vô cùng luôn các anh ơi, chú ơi Độ mới cao, nó sẽ thiết kế là có sẻ Hai bên với tông màu đen đây ạ Một chiếc áo nó vô cùng phẳng phiu như thế này Đó, mã O12 Vai 44, bụng 52 và dài 70 này giá 150 000 O12. Mã O13. Vai 46 bụng 54 và dài 69. Vai 46 bụng 54 và dài 69 anh các chú nhá. Với chất của nó sẽ là chất poly thể thao, nền màu ghi sáng và sẽ có kẻ màu trắng đó. Con này thì nó sẽ phù hợp với các anh các chú mà tầm trung tuổi. Những cái tông màu này nó rất là trung tính, vô cùng đẹp anh các chú. Áo thiết kế có túi ngực đây, đó, màu này mặc lên cực kỳ là tôn da và dễ mặc anh các chú ạ, chất poly thể thao, mã O13, vai 46, bụng 54 và dài 69. Áo thiết kế là có xẻ hai bên ạ. Đó, rất là đẹp, phù hợp với các anh chú mình trung tuổi đấy ạ. Mã O13, vai 46, bụng 54 và dài 69. Em thanh lên mã O14 này, một con áo màu xanh ghi. Mã O14, vai 46, bụng 53 và dài 69 ạ vai 46 bụng 53 và dài 69 ngay các chú nhé con này với cái chất vải của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong tay có bo cổ len đây ạ độ mới cực kỳ cao tông màu này mặc lên đẹp lắm các chú ạ phù hợp với mọi độ tuổi áo thiết kế có sẻ hai bên ạ mã o 14 này con này là hiệu của gu các anh chú này hiệu của gu hàng nhật nhá mã o 14 vai 46 bụng 53 và dài 68 ạ 150.000 độ mới rất là cao nó như một chiếc áo mới ạ chất vô cùng đẹp chất nó là chất tổ ong mã o 14 vai 46 bụng 53 và dài 69 ạ mã o 15 mã o 15 ạ một em áo Adidas màu đen ghi các anh chú nhá vai 44 đến 48, bụng 52 và dài 69. Một con Adidas với chất của nó sẽ là chất poly thể thao hàng của Nhật đấy ạ. Cái phần uh, tác cổ của nó thì người ta có thể là mặc nó cọ vào cổ ấy. người uh, ta cắt đi rồi. Đây có một cái logo thương hiệu ở trước ngực đấy anh các chú ơi. Và ở uh, bên sườn của nó sẽ may như thế này, may thiết kế có một cái đường đây ạ. Rất là trẻ trung. Có tác đầy đủ đây anh các chú ơi, áo Adidas của Nhật nhá, mã check QR code này, độ mới cực kỳ cao cho em. Tông màu này thì vô cùng dễ mặc rồi các anh các chú ạ Và form của nó đẹp lắm Mã O15 Vai 44 đến 48 Bụng 52 và dài 69 là một em áo Adidas Giá là 150 000 cho em Adidas này thôi ạ Em lên mã O16 này Một em áo hiệu CK Vai 49 bụng 58 và dài 75 Vai 49 bụng 58 và dài 75 Con này với chất vải của nó sẽ là chất cốt tông Màu xanh than phối với lại màu ghi rồi màu màu ghi này đó, màu đen ghi nữa Màu này thì nó sẽ phù hợp Và cái form này nó to ấy, nó sẽ phù hợp với các anh chú bụng bự đây ạ Một em áo hiệu CK này các anh chú ơi Kevin Klein lên Hôm nay em thanh bán với cái mức giá là 150 nghìn Quá rẻ luôn đấy ạ và có cái lô và cái tất, tất cả các phần cúc của nhỏ nó nhá đều có dập logo thương hiệu Kevin Klein Jean các anh chú ạ. Tác của nó quá trời tác này các anh chú ơi. Đầy đủ cúc phụ đi kèm tác mát của nó đây xịn sò cực kỳ. Hai bên nó sẽ là thiết kế sẻ đấy ạ. Form này to lắm phù hợp với các anh chú mà 75 80 cân mình vẫn mặc vừa. Mã O16, vai 49, bụng 58 và dài 75. 150.000 cho em cây. O17 này, màu hồng này rất là đẹp phù hợp với những anh những chú mà thích những cái tông màu nó trẻ trung đấy ạ. Mã O17, vai 46, bụng 50 và dài 64. Vai 46 ạ, bụng 50. Ô em xin lỗi. Và dài 67. Không phải 64 các anh chú nhá vai 46 bụng 50 và dài 67 ạ. Con này với chất cốt tông tổ ong này và hiệu của nó là hiệu The Scott House rất là đẹp luôn chất cốt tông tổ ong tay bo cổ len các anh các chú nhé có một cái logo thương hiệu được theo ở trước ngực như thế này vô cùng trẻ trung mã o 17 sẽ thiết kế là có sẻ hai bên ạ à. nó cái chất của nó rất là mát đanh và cực kỳ mát luôn nó là 100% phần trăm cốt tông tông màu này phù hợp với những anh những chú mà yêu thích những tông màu trẻ trung các anh các chú mình mặc đi làm hay là mặc đi chơi gốp này vô cùng đẹp mã o 17 độ mới cao ạ à. vai 46 bụng 50 và dài 67 giá 150 000 cho em áo hiệu The Scott House nhá. Siêu đẹp luôn. Con này thì nó là hàng của Nhật. Áo này là hàng của Nhật các anh chú ạ. Mã O18, vai 52, bụng 60 và dài 74. Con này thì sẽ phù hợp với các anh các chú mà bụng bự đấy ạ. Mã O18, vai 52, bụng 60 và dài 74 với chất vải của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong màu màu xanh than này, cổ len tay bo ạ kiểu dáng thiết kế rất là đơn giản thôi. Đó sẽ phù hợp với các anh các chú mà bụng to. Áo thì được uh, thiết kế là có sẻ hai bên nhá, chất tông tổ ong mã O18 ạ. Vai 52, bụng 60 và dài 74. Độ mới cao quanh các chú nhá. Giá là 150 000 cho mã O18 này. Mã O19. Vai 52, bụng 57 và dài 70 một con áo với giá kiểu dáng của nó là dáng buông anh các chú ạ. Mã O19. Vai 52, bụng 57 và dài 70 Con này cái chất của nó rất là lạ Nó kiểu là uh, chất uh, đũi Chất đũi các anh ha chú ạ Phần cổ nó cổ len này Tay thì không có bo nhá Và có một cái chiếc túi ngực này có nắp đi kèm Và cái phần dưới này thì nó lại là bo len Đây ạ Vô cùng sang và xịn sò Cho các anh ha chú mà kiểu thích mặc kiểu trông nó lạ lạ ấy ạ với tông màu đen là màu cơ bản rồi, ai cũng mặc được ạ. À. Phần cổ của nó được thiết kế là cổ len và nó sẽ có một cái đường line màu ghi trắng nhá, mã O19 á. Vai 52, bụng 57 và dài 70. Một em áo hiệu Hopping How. Con này là hàng của Nhật, canh anh chú ạ. 150.000, siêu đẹp luôn. Vai 52, bụng 57 và dài 70, mã O19. Em thanh lên mã O20 vai 50 bụng 53 và dài 72, mã O20. Vai 50, bụng 53 và dài 72 một em áo kẻ với cái chất vải của nó sẽ là chất dệt đấy các anh các chú ơi. Màu kẻ thì là màu màu này là màu vàng cát này, phối với lại màu be rồi màu xanh. Những cái tông màu nó rất là nhã nhặn các anh các chú ạ. Áo thiết kế là có túi ngực nhá. Con này mặc lên rất là sang. Một em áo hiệu Một em áo hiệu của Nhật các anh các chú ạ. Con này là hàng của Nhật đây ạ mác mát đi kèm đầy đủ Có túi ngực này đó, mặc lên thì rất là sang tông màu em thấy rất là sang luôn ý và đẹp màu tươi sáng anh nha chú ạ mã o 20 vai 50 bụng 53 và dài 72 cái chất của nó cực kỳ lạ nữa nhá cái chất nó chất dệt để mặc vô cùng thông thoáng luôn mã o 20 vai 50 bụng 53 và dài 72 ạ 150.000 mã o 21 một con áo ilikilo màu ghi vai 45, bụng 52 và dài 74. Mã O21 ạ. Vai 45, bụng 52 và dài 74 nhá. Con này với cái chất vải của nó sẽ là chất uh, chất uh, thể thao, mặc cực kỳ là thoải mái co giãn nhiều các anh các chú ạ. Phần cổ của nó thiết kế là cổ len, tay thì không có bo các anh các chú nhá và hai bên sườn của nó sẽ không có đường may đâu. Nó là sẽ là màu ghi xám muối tiêu. Mã O21, vai 45, bụng 52 và dài 74 ạ. Tông màu này mặc dễ mặc, rất là sang và phù hợp với mọi độ tuổi các anh các chú nhé. Mã O21, vai 45, bụng 52 và dài 74 ạ. Mã O22, một con áo Uniqlo tiếp theo với tông màu của nó sẽ là màu xanh anh các chú ạ. Vai 48, bụng 54 và dài 73 này. Con này nó cũng là áo thể thao đây các anh các chú ạ, không có đường may ở hai bên đâu ạ kiểu dáng thiết kế rất là đơn giản, màu này thì nó nó là màu xanh, rất là đẹp luôn, độ mới siêu cao, một con kilo Phần cổ của nó đây ạ, phần cổ được thiết kế là cổ len các anh các chú có thể quan sát, không bị xù, không bị bạc gì đâu, độ mới siêu cao. Và cái chất vải của nó này các anh các chú ơi vô cùng thoáng, nó là áo chơi thể thao cho nên mặc sẽ rất là nhẹ nhàng. Mã O22, vai 48, bụng 54 và dài 73. Những con này nó không có đường may cho nên nó sẽ không có xẻ hai bên ạ. Em Thanh lên mã O23 Vai 48, bụng 56 và dài 70 Một em áo kẻ màu đỏ cam Và cái phần kẻ của nó sẽ là màu ghi anh các chú nhá Áo thì được thiết kế là có hai túi có nắp ở hai bên Với tông màu nó vô cùng trẻ trung các anh các chú ạ Cổ của nó cùng với chất liệu thân áo Tay của nó thì nó sẽ là thiết kế dáng tay gập đấy ạ Và nó sẽ là sẻ hai bên Sẻ hai bên ạ Con này là hàng của Nhật, của Uliquilo Nhật các anh các chú nhá Có đầy đủ cúc phụ đi kèm đấy ạ Độ mới cao Mã O23, một con Uliquilo này, màu sắc tươi trẻ, vai 48, bụng 56 và dài 70. Em lên mã O24, một con áo dòng gốp anh nhá chúa, một em áo MCM gốp, mã O24, vai 46, bụng 52 và dài 70 ạ, à. mã O24 vai 46, bụng 52 và dài 70 nhá. Con này với cái tông màu của nó là màu đen, áo chất cút tông tổ ong, có túi ở trước ngực và có một cái logo MCM đây ạ. Phần cổ nó là cổ len màu đen trắng anh nhá chú ạ, thiết kế vô cùng đơn giản đây ạ. Nó là dòng gốc anh nhá chú nhá. 150.000 cho một em áo dòng gốc với tông màu cực kỳ dễ mặc rồi, ai cũng có thể mặc được anh nhá chú ạ. Phía ở hai bên của nó sẽ là thiết kế là có sẻ này. Mã O24, vai 46, bụng 52 và dài 70 ạ. Mã O25 của con áo hiệu Uniqlo còn nguyên tác này các anh các chú ơi Vai 43, bụng 47 và dài 66 Con này thì cái form nó nhỏ thôi, form size S anh các chú ạ Tông màu thiết kế là màu đen, màu ghi và màu trắng Thiết kế cực kỳ đơn giản, kẻ ngang cho các anh các chú mà thích kiểu kẻ ngang đấy ạ Chất cốt tông tổ ong nhá, tay có bo và phần cổ nó, nó cổ lên Con này còn nguyên tác luôn đấy ạ, của Uniqlo Đó, 150.000 Của hàng của Nhật các anh các chú nhá nó thiết kế là có sẻ hai bên tác mát đầy đủ cho em tác mát đầy đủ của nó này cúc phụ đi kèm đây ạ mã o 25 vai 43 bụng 47 và dài 66 tay bo cổ len hàng mới ấy, chưa qua sử dụng giá là 150.000 cho con Uniqlo còn nguyên tác vai 43 bụng 47 và dài 66 mã o 25 em thanh lên mã o 26 một em áo hiệu crocodile mã o 26 Vai 45, bụng 51 và dài 67 ạ. Vai 45, bụng 51 và dài 67 các anh các chú nhá. Nó sẽ là chất cốt tông 100%, nó mỏng nhẹ thôi ạ. Phần cổ được thiết kế là màu hồng. Rất là trẻ trung và cổ nó cổ len, độ mới cao anh các chú ạ. Nó sẽ phối màu trắng là màu chủ đạo này, màu trắng kem với màu ghi và màu hồng vô cùng trẻ trung con này các anh các chú mà yêu thích những cái tông màu sắc tươi trẻ hoặc các anh các chú mặc để đi chơi gốp mặc đi làm đều cực kỳ đẹp luôn con này đẹp lắm ấy em thấy rất là đẹp luôn áo này là áo của hàn các anh các chú ạ. áo này là áo của hàn nhá đầy đủ cúc phụ đi kèm và các phần cúc của nó đều có tên thương hiệu crocodile có một cái logo đấy có một cái logo bằng cao su ở trên ngực như thế này đẹp quá con này rất là trẻ mã O26, vai 45, bụng 51 và dài 67, chất nó nhẹ tinh tình tình. 150 000 cho một em áo hiệu Crocodile. Em thanh lên mã O27 này, một con áo Adidas anh ơi chú ơi. Vai 44 đến 48 á. Mã O27, vai 44 đến 48. Bụng 50 và dài 70 các anh ơi chú nhá. Với tông màu của nó sẽ là màu đỏ cam, vô cùng tươi trẻ. Với chất liệu của nó sẽ là chất thun, chất thun co giãn ạ. Đó. Và cái phần ở trên ngực của nó thì sẽ có một cái logo. Đây ạ, một cái logo con sư tử được thêu quanh các chú nhá. Adidas này, con này thì nó là dòng gốp đây ạ. Nó là thiết kế dòng gốp anh các chú ạ. Vô cùng trẻ trung, mã O27, vai 44 đến 48. Bụng 50 và dài 70, dáng của nó sẽ là dáng slim fit các anh các chú ạ. Một em áo Adidas 150.000 mã O27, vai 44 đến 48, bụng 50 và dài 70 này, cái chất của nó sẽ là rất là đanh. 150.000 mã O27. Mã O28, vai 49, bụng 55 và dài là 70 anh các chú ạ. Mã O28, vai 49, bụng 55 và dài 70 một em áo chất poly thể thao của anh các chú nhá. Hiệu của nó là hiệu Igni Yonio. Đó và phần cổ được thiết kế là cổ bẻ này, kéo khóa phối với lại màu đen là màu chủ đạo và phối với lại phần màu trắng ở phía hai bên sườn và đến một đường lai màu đỏ các anh các chú ạ. Chất nó rất là đanh và dày dặn phù hợp các anh các chú mặc thời tiết mùa thu đây ạ. Và nó sẽ không có xẻ hai bên đâu. Mã O28, vai 49, bụng 55 và dài 70. Một con áo hiệu con này thì là hàng của Nhật đây ạ. Tag mắc đầy đủ Made in Indonesia. Made in Indonesia nhé, và hàng của Nhật các anh chú ạ, mã O28, 150.000, vai 49, bụng 55 và dài 70. Mã O29, vai 50, bụng 54 và dài 70 này, một con áo nó sẽ thiết kế là cổ trụ đây, rất là hợp để các anh chú mặc thời tiết mùa thu, và con này là một em áo hiệu của Abadro. Abadro anh chú nhé chất vải poly thể thao cực kỳ dày dặn và đanh thiết kế lại có một túi ngực kéo khóa ở đằng trước ạ và có tên logo thương hiệu đây anh ơi chú ơi được thêu ở trước ngực ạ với tông màu của nó sẽ là màu trắng phối với kẻ ghi anh chú nhé áo được thiết kế là có sẻ hai bên một em áo hiệu của nhật ạ mã o 29 vai 50, bụng 54 và dài 70 với áo này các anh em chú mình có thể là dựng đứng cổ lên. Nếu mà cái hôm mà thời tiết mát mẻ còn không các anh em chú mình bẻ cổ ra mặc như thế này cũng được ạ. Rất là trẻ trung. Mã O 29, vai 50, bụng 54 và dài 70, 150 000 cho một em áo hiệu. Mã O 30, vai 46, bụng 50 và dài 67. Con này là một em áo hiệu Illiquilo các anh chú ạ, với chất của nó sẽ là chất poly thể thao. Áo màu xanh và kẻ của nó cũng màu xanh luôn nhá, co giãn cực kỳ tốt luôn. Dáng slim fit các anh chú ạ. Mã O30, vai 46, bụng 50 và dài 67. Giá 150 000 cho một em áo Illiquilo độ mới cao ạ. Mã O30, vai 46, bụng 50 và dài 67. Mã O31 Em lên một em áo hiệu Black and White Với tông màu vàng ạ Con này nó còn tác đây này Chẳng qua là nhà em Thanh thì luôn đi giặt đồ Cho nên nhiều khi cái tác là bị bị uh, rơi mất Trong quá trình mà người ta làm hàng của em ấy Người ta tháo ra cho Xong đấy nó mất luôn ý Mã O31 Vai 53, bụng 58 và dài 76 Màu này đẹp quá luôn Màu vàng nhạt anh ơi, chú ạ Với cái chất của nó sẽ là chất dệt Đây ạ Và nó sẽ là có họa tiết kẻ nhá đó, có một cái logo Black and White trên cổ này, cổ được thiết kế là cổ len dáng tay xuông Ở phần trước ngực của nó đây nó sẽ có một cái logo có Black and White và có túi ngực ạ. Màu này rất là đẹp và trẻ trung. Được thiết kế có sẻ hai bên. Con này là Made in Japan các anh chủ ạ. Mã O31 Vai 53, bụng 58 và dài 76, 150.000 cho một em áo Black and White. Nó là hàng mới còn nguyên tác nhưng mà nó bị mất thôi ạ. À. Mã O31, vai 53, bụng 58 và dài 76, cực kỳ đẹp luôn, đẹp khoảng phiêu, giá là 150.000. Em thanh lên mã O32, vai 53, bụng 65 và dài 76, một em áo với chất của nó chất cốt tông tổ ong màu xanh than này. Con này thì nó là hàng của Nhật Hiệu cổ có gu đây ạ Cổ gu các anh chú nhá Cổ được thiết kế là cổ len tay có bo Rất là rộng cho các anh các chú Con này 80-85 cân Tức đến 90 cân vẫn mặc vừa các anh các chú ạ Rất là to cho các anh các chú bụng bự đây ạ Thiết kế là có sẻ hai bên ạ Mã O32 Vai 53, bụng 65 và dài 76 Một em áo hiệu gu Hàng của, hàng made in Việt Nam Nhưng mà nó hàng xuất về Nhật các anh các chú nhá giá là 150.000 mã O32, độ mới cao. Vai 53, bụng 65 và dài 76 ạ, O32. Em thanh lên mã O33, một em áo hiệu Golden Bear, Vai 47, bụng 51 và dài 73. Chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong, anh nhau chủ chất tổ ong này. Màu ghi muối tiêu sáng hiệu Golden Bear đây ạ. Có áo có túi ngực và có một cái logo hình con gấu ở trên túi các anh chú nhóc có sẻ hai bên ạ, à, chất rất là dày dặn và đanh. 150 000 nghìn cho một em áo hiệu Golden Bear của Nhật, mã O33, vai 47, bụng 51 và dài 73, 150 000 nghìn. Mã O34, một em áo hiệu Mizuno, với tông màu của nó sẽ là màu đỏ các anh các chú ạ, màu đỏ. Mã O34, vai 51, bụng 60 và dài 73 Hôm nay có rất là nhiều em hàng áo áo nó form nó rộng ấy Cho các anh các chú bụng bự đi ạ à. Một em áo hiệu Mizuno các anh các chú nhá Thiết kế cực kỳ đơn giản Con này thì nó sẽ là chỉ là một tông màu thôi Có một cái logo Mizuno được theo ở trước ngực đây Cổ len nhá, độ mối cực kỳ cao các anh các chú ạ Với chất vải của nó sẽ là chất poly thể thao Chất poly thể thao cái này là do em là nó chưa phẳng thôi đó, rất là đẹp tông màu phù hợp với các anh các chú mà yêu thích những tông màu tươi trẻ đấy ạ, Sắc sỡ. Mã O34, vai 51, bụng 60 và dài 73. Mã O34 ạ, một em áo hiệu Mizuno, made in Indonesia. Hàng của Nhật như made in Indonesia các anh các chú nhá. 150 000 Mã O35, em lên một em áo hiệu ASIC. Mã O35, Vai 51, bụng 57 và dài 75 Lại một em áo form rộng anh nha chú ạ Một em áo ASIC Phần cổ của nó thiết kế là cổ bẻ như thế này Nó không cài cúc đâu quanh nha chú nhá Có một cái logo thương hiệu ASIC được thêu ở trước ngực này dáng tay thì là tay suông không bo Cổ len anh nha chú ạ Màu đen và sẽ có phố với màu trắng Ở hai bên như thế này Chất của nó sẽ là chất poly thể thao Con này thì là là hàng của Nhật đấy ạ Mã O35 Vai 51, bụng 57 và dài 75 đó, một em áo axit hôm nay bán 150.000 đấy ạ. Mã O36, vai 50, bụng 58 và dài 72 các anh ơi chú ơi. Một con áo hiệu Eddie Bauer, con này thì một hàng thương hiệu của anh nhá. Chất cốt tông tổ ong, 100% là cốt tông đấy ạ. Áo đó được phối với những tông màu nó cực kỳ đẹp luôn, áo kẻ ngang, màu trắng này. Rồi màu xanh than, màu ghi, màu xanh rất là đẹp Màu này chắc chắn là rất nhiều anh nhiều chú thích Áo thiết kế có sẻ hai bên Cổ len, tay có bo của anh các chú ạ Có một cái logo của, Ed, của Eddie Bauer đấy Con chim ấy ạ, ở thêu ở trước ngực Màu đẹp quá luôn ý Form to Mã O36 vai 50 bụng 58 và dài 72 chất nó rất là đanh và dày dặn. Tuy nhiên mà không hề bị nóng bí đâu bởi vì nó là 100% cốt tông các anh các chú ạ. Mã O36 độ mới cao các anh các chú nhá. Phần cổ của nó đây rất là cứng. Vai 50 bụng 58 và dài 72 mã O36. Em lên mã O37. Vai 45 bụng 52 và dài 70. Vai 45 ạ. Bụng 52 và dài là 68 anh các chú ơi, em xin lỗi. Mã O37, vai 45, bụng 52 và dài 68 với tông màu của nó sẽ là màu đen này, hiệu BHPC. Đó, chất cốt tông tổ ong 100% đây ạ. Áo thì được thiết kế là có bo tay này, phần cổ của nó là cổ len các anh các chú nhá. Cực kỳ đơn giản luôn, có một cái logo, một cái logo hình kỵ sĩ được thêu ở trước ngực thêu to đây ạ, con ngựa to. Và một cái logo ở bên tay đây. Beverly Hill Polo Club này các anh các chú ạ siêu đẹp áo thiết kế là có xẻ hai bên nhá tông màu của nó là màu đen vô cùng dễ mặc form dáng vừa phải các anh chú ạ đẹp quá trẻ trung mã o 37 vai 45 bụng 52 và dài 68 á hiệu Beverly Hill Polo Club giá 150.000 cho một em áo hiệu này quá rẻ ạ mã o 37 vai 45 bụng 52 và dài 69 này con này là hàng của Nhật các anh chú nhá đầy đủ quốc phụ đi kèm Mã O38 Em lên một con áo polo của lắp tiếp ạ Mã O38 Vai 52, bụng 56 và dài 71 Với tông màu của nó sẽ là màu đen kẻ đỏ Màu đỏ nhưng mà đỏ kẻ đỏ đun nhá Không phải đỏ tươi đâu ạ Và nó sẽ được thiết kế áo có túi ngực Cái này sẽ phù hợp với các anh chú mà trung tuổi Mã O38 ạ vai 52 bụng 56 và dài 71 thiết kế có xẻ hai bên này. Cái phần kẻ màu đỏ đô này nhá, nó sẽ là kẻ nổi lên rất là đẹp. Cổ được thiết kế là cổ len các anh các chú ạ. Đó. Và phù hợp với các anh các chú mình trung tuổi tầm khoảng 50 tuổi trở lên mặc vô cùng đẹp nhá. Con này đây ạ, nó sẽ là có tên thương hiệu ở trên cúp. Cực kỳ đẹp. Mã O38, vai 52 bụng 56 và dài 71 ạ. Mã O39 Vai 46 bụng 53 và dài 67. Vai 46 bụng 53 và dài 67 các anh các chú một em áo hiệu hiệu uh, decoy. Với cái chất vải của nó sẽ là chất uh, dệt các anh các chú ạ. Tông màu của nó đây, nó sẽ là màu nâu nhá. Nó màu ghi nâu, kẻ ngang. Phía đằng sau của nó thì là một màu thôi. Phần tay và phần sau lưng thì nó chỉ một màu thôi. trước nó sẽ thiết kế là kẻ áo có túi ngực đây ạ. Và có một cái logo thương hiệu ở trên túi. Ờ, chất vải thì nó rất là thoáng mát dễ chịu cổ của nó sẽ là cổ len dáng tay suông và những con này thì cũng phù hợp với các anh các chú mình trung tuổi mà thích kiểu áo kẻ ngang ấy mặc lên sẽ rất là đẹp mã o 39 vai 46 bụng 53 và dài 67 giá là 150.000 mã o 40 vai 46 bụng 50 và dài 68 ạ hiệu một em áo hiệu bắt lê với tông màu của nó sẽ là màu đen này các anh các chú ơi phần cổ cùng với chất liệu thân áo nhá áo được thiết kế có túi ngực ạ một cái túi ngực nhỏ form dáng slim fit rất là trẻ trung áo là có sẻ hai bên và vạt sau dài hơn vạt trước một xíu ạ màu đen bù rất là phù hợp với các anh các chú những thích thích những tông màu tối đấy ạ mã o 40 vai 46 bụng 50 và dài 68 với cái chất vải của nó đây ạ chất vải chất tổ ong nhá mã o 40 vai 46, bụng 50 và dài 68. 150 000 cho một em áo hiệu bắp lê. Mã O41, vai 48, bụng 55 và dài 70. Mã O41 ạ. Vai 48 ạ, bụng 55 và dài là 69 anh các chú ạ mà dài là 69 với chất vải của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong màu trắng phối với lại kẻ màu xanh than tay có bo phần cổ được thiết kế là cổ len đây ạ phù hợp với anh các chú mà thích những kiểu kẻ ngang ấy áo sẽ có túi ngực và có tên thương hiệu ở trên túi đây một em áo hiệu Michiko London con này là một em hàng thương hiệu của anh nhưng mà nó lại là hàng sản xuất tại Nhật các anh nhá chú ạ đầy đủ tác và cúc phụ đi kèm và tất cả các phần cúc của nó đều có được dập tên thương hiệu Màu này vô cùng đẹp luôn các anh nha chú ạ, phù hợp với các anh chú mà mình thích kẻ ngang. Có những anh những chú mua hàng nhà em lúc nào cũng cứ kẻ ngang mà các anh nha chú nó sẽ hỏi ạ. Mã O41, vai 48, bụng 55 và dài 69 ạ. Thiết kế có xẻ hai bên các anh nha chú nhá. Em lên mã O42, màu này rất là lạ. Vai 46, bụng 55 và dài 64, form size nó hơi ngắn các anh nha chú ạ. Với chất của nó đây, nó dạng kiểu là áo dệt nhá, chất chất dệt phần cổ của nó là cổ len này tay có bo đó mà có một cái và có một cái logo được thêu ở trước ngực toàn bộ cái phần này nó là thêu toàn bộ luôn anh các chú ạ màu này lạ lắm nó kiểu là màu ghi nó là màu ghi nhưng mà thật ra nhìn xa nó màu ghi ấy. nhưng mà nó kiểu là màu đen phù với lại cái kiểu màu màu ghi sáng anh các chú ạ rất là đẹp và lạ mắt luôn và phù hợp với các anh các chú cao khoảng tầm 1m63 nhưng 1m60, 1m63 là mặc vừa đẹp ạ. Mã O42, vai 46, bụng 50 và dài 64. Giá 150 000 Con này thì là hàng của Nhật các anh các chú ạ. Thiết kế là có xẻ hai bên đây. Rất là đứng form. Mã O43 em lên một em áo hiệu Uniqlo Vai 45, bụng 50 và dài 70 Với chất vải cốt tông tổ ong này Áo thì màu trắng và nó sẽ có kẻ màu xanh thang anh các chú nhé Chất nó rất là mềm mại, thoáng, dễ chịu Áo là có tay bo, có cổ len ạ một em áo hiệu Uniqlo form dáng slim fit Thiết kế là có sẻ hai bên và sau dài hơn và trước ạ Con này thì nó rất kiểu dáng Màu sắc rất là trẻ trung cho các anh các chú mình thích kẻ ngang Mã O43 vai 45, bụng 50 và dài 70. Sờ cái chất vải của nó rất là mềm. Giá 150 000 cho em Uniqlo mã O43. Mã O44 này, em lên một em áo hiệu Crocodile, mã O44, vai 43, à vai 48 á. Vai 48, bụng 53 và dài 66 với một em áo crocodile các anh các chú ạ, đó, một em áo hiệu cá sấu châu Á đấy. Với nền màu xanh than có kẻ ngang màu trắng á, áo nó có túi ngực và túi nó có nắp nhá. Con này thì nó sẽ là cài cúc toàn bộ luôn, nó như một chiếc áo sơ mi các anh các chú ơi. Nó như một chiếc áo sơ mi nhưng mà cái chất vải của nó sẽ là sẽ là chất vải thun. À, được cài cúc toàn bộ như thế này các anh các chú ạ. Và phần cổ của nó cùng với chất liệu thân áo nhá. Đây một em áo crocodile đấy ạ. Con này cũng là hàng của Nhật mã O44, vai 48, bụng 53 và dài 66 anh nhá chú ạ. Màu xanh than kẻ trắng, giá 150.000 mã O44, vai 48, bụng 53 và dài 66 ạ. Mã O45, em lên một con áo, con này là Mizuno các anh nhá chú ạ, màu đen. Vai 43, bụng 51 và dài 67 này, với tông màu đen chất nó co giãn rất là tốt luôn kiểu dáng đơn giản anh các chú nhé có một cái logo Mizuno ở trước ngực đó kiểu dáng cực kỳ đơn giản luôn càng đơn giản mặc càng đẹp anh em chú ạ màu đen con này thì mặc nó rất là nhẹ nhàng mã o 45 phần cổ nó là cổ len anh em chú ạ đó tay thì là không có bo nhá vai 43 bụng 51 và dài 67 con này là hàng của Nhật Mizuno của Nhật các anh em chú ạ mã o 45 vai 43 bụng 51 và dài 67 150.000 mã O46 này vai 60, bụng 63 và dài 78. Cái này là thiết kế kiểu dáng vai trễ nhóc. Con này thì nó còn tác đấy. Đây này, các anh các chú ơi. Nó còn tác nhưng mà nhà em thì thường là lúc nào cũng mang hàng đi giặt ấy. Thành ra là khi mà người ta giặt người ta có thể tháo cái tác của em ra để nó không bị vụn ra cái cả cái máy ấy. các anh các chú ạ. Của cái chất này nó rất là đẹp này. Nó là kiểu cái bề mặt nó như nhung ấy các anh các chú ơi, màu cực kỳ đẹp, kẻ ngang. Con này nó là made in Indian. 100% cotton anh em chú ạ, một em áo hiệu Iso Đó, rất là đẹp, có form to nhá. Form to thì vai của nó là vai 60, là dáng vai trễ đấy các anh các chú. Vai vai này thì cỡ khoảng tầm vai 50 55 ấy là mặc vừa đẹp ạ, vai 50 đến 56. Dài uh, bụng 63 và dài 78, form size rất là to. Ủa chất nó cực kỳ đẹp anh các chú ơi, chất nó là 100% cotton. Thiết kế có sẻ hai bên này và sau thì dài hơn mặt dưới nhá. Đó, một em áo của nó là sản xuất ở Ấn Độ đây đầy đủ hướng dẫn sử dụng chất nó cực kỳ mát luôn màu đẹp sang lắm phù hợp với các anh các chú trung tuổi ạ à. phần cổ là cổ len này tay không có tay có bo các anh các chú nhá form size rất là rộng mã o 46 vai từ 50 đến 56 bụng 53 và dài 78 mã mà 150.000 màu này bao sang em lên mã o 47 vai 46 bụng 51 và dài 71 con này với chất vải của nó sẽ là chất thun cốt tông uh, một một em áo made in Korea các anh chú ạ nó sẽ là chất 76 phần trăm là cốt tông 24 phần trăm là poly đó tông màu hồng phấn các anh các chú ạ những anh những chú mà thích những tông màu trẻ trung ấy mặc màu này cực kỳ tôn ra và nó trẻ các anh các chú nhá đó nó có đầy đủ cúc phụ đi kèm này hướng dẫn sử dụng kiểu dáng thiết kế cực kỳ đơn giản thôi áo có bo tay và phần cổ của nó là cổ len đấy, màu hồng phấn anh chú ơi rất là trẻ trung mã o 47 vai 46 bụng 51 và dài 71 giá 150.000 hàng của Hàn ạ à. mã o 48 vai 47 bụng 55 và dài 74 một em áo Mizuno màu đỏ đô các anh các chú nhé được thiết kế là với chất vải poly thể thao áo sẽ có hai túi ngực cái này nó có túi, túi thật luôn có nắp anh em chú ạ và nó sẽ là nó sẽ là thiết kế cổ cùng với chất liệu thân áo này tác mát của nó đây các anh chú này một em áo uniqlo có hai cúc phụ đi kèm ạ form size cũng khá là to mã o 48 vai 47 bụng 55 và dài 74 con này cái chất vải của nó co giãn nó khá là tốt các anh chú nhá mã o 48 Vai 47, bụng 55 và dài 74 ạ. 150 000 độ mới cao Mã O49 Em lên một con áo Illitilo tiếp ạ Vai 47, bụng 55 và dài 77 Hôm nay có rất nhiều em áo form size to Cho các anh áo chú uh, kiểu là dáng người cao to bụng bự đấy ạ với tông màu của nó sẽ là màu xanh ghi các anh nhá chú nhá phía trên là màu đậm phía dưới thì màu nhạt hơn con này thì nó cũng không có đường may ở hai bên đâu ạ nó là áo thể thao mã o 49 vai 47 bụng 55 và dài 77 ạ một em áo Illiquilo đây các anh chú đây chất vải để mặc nó sẽ rất là thoáng các anh các chú ạ các anh chú mình mặc uh, vô cùng lịch sự luôn đó Form cực kỳ đúng form, mã O49, vai 47, bụng 55 và dài 77 các anh nhé chú nhé. 150.000 cho một em áo Illiquilo độ mới rất là cao form size to Ôi, Em phải lại lên con này Con này nó Hôm trước em bán cho khách một khách hàng Xong nó bị hoàn anh chú Hoàn không có lý do Hoàn không có lý do mà thấy thấy Gọi điện lại cho khách Khách không nghe máy Và shipper báo lại là là khách không trả ship Âm binh Và hôm nay hôm trước em thanh bán là 400.000 Hôm nay bỏ ra bán 150.000 đấy ạ Mà O50 vai 43 bụng 51 và dài 69 anh em chú nhá. Với tông màu của nó sẽ màu ghi phối màu đen này cực kỳ đẹp và trẻ trung. Phía đằng sau nó có một cái đầu lâu in hình đầu lâu. Vô cùng trẻ trung với chất của nó đẹp cực kỳ luôn anh các chú ạ. Chất rất là đẹp đây này. Chất nó phần lại cái phần màu ghi này nó là chất thu lạnh. Còn cái phía bên này của nó là cái chất gì em cũng rất là khó tả nhưng mà nó xịn lắm ấy. Từ cái phần cúc của nó đây. Từ cái phần cúc của nó làm xịn sò như thế này. Đó. Rất là trẻ phù hợp với anh những chú mà thích kiểu của trẻ trung nghịch nghịch ấy ạ mà o 50 vai 43 bụng 51 và dài 69 anh ơi chú nhá vai 43 bụng 51 và dài 69 ạ giá 150.000 cho mã o 50 đó bán uh, 380 400 bây giờ bán 150.000 đấy ạ mã tiếp theo em lên là mã O50 rồi à. O51 anh ạ chú ạ, một em áo màu xanh Màu này mặc lên cực kỳ đẹp luôn, nó không phải là cái màu xanh nước biển đâu anh á chú ạ. Nó sẽ xanh, xanh uh, kiểu là pha với xanh than ấy chất thun lạnh siêu đẹp luôn. Một em áo hiệu mi hiệu, một em áo hiệu của Milit anh á chú ạ. Áo này áo của Hàn, chất thun lạnh siêu đẹp và này, nó độ co giãn vô cùng tốt luôn, áo xịn sò lắm. Mà o 51, vai 50, bụng 52 và dài 74 vai 50, bụng 52 và dài 74 anh nhá chú ạ. Kiểu dáng thiết kế rất là đơn giản thôi, cái phần cúc của nó sẽ là cúc uh, đây ạ. Cúc khuy khuy bấm như thế này các anh nhá chú nhá. Cực kỳ đẹp, đơn giản này và cái này màu sắc mặc lên thì hợp mọi độ tuổi luôn. Mã O51, vai 50, bụng 52 và dài 79. Em này là hàng của Hàn các anh nhá chú ạ. Giá 150 000 chất thun lạnh mặc lên bao mát sờ lên nó cảm giác như kiểu sờ lên lụa ấy các anh các chú. Mã O51, vai 50, bụng 52 và dài 74, 150.000đ. Mã O52, vai 48, bụng 55 và dài 70 ạ. Vai 48, bụng 55 và dài là 69 anh nhá chú ạ. Mã O52 với tông màu của nó sẽ là màu vàng cát nhá bò vàng cát nhà. Cổ được thiết kế là cổ len này, độ mới rất là cao, tay có bo và phần ở trước ngực của nó sẽ có một cái túi màu. Màu này là màu nâu ghi các anh các chú ạ. Rất là đẹp, độ mới cao lắm. Con này một em áo của ý, một em áo thương hiệu của ý các anh các chú ạ. Đó, một em áo thương hiệu của ý có đầy đủ thông tin này trang web của nó nhé Và con này thì nó là sản xuất tại Nhật. Ờ à, chất của nó sẽ là chất poly. Rất là phù hợp để các anh các chú mặc thời tiết mùa thu này với tông màu siêu đẹp luôn anh em chú ạ thiết kế có sẻ hai bên mã o 52 vai 48 bụng 55 và dài 69 cái phần cổ của nó này các anh chú này đó nó sẽ may thêm một cái một cái là miếng vải như thế này nữa cho nên nó rất là đứng form cổ cực kỳ đẹp mã o 52 vai 48 bụng 55 và dài 69 ạ 150.000 Mã O53, em lên một con áo màu trắng, con này thì kiểu màu trắng tinh luôn, trắng xứ luôn. Mã O53, vai 45, bụng 52 và dài 69 anh em chú ạ, một em áo hiệu can sai, Hàng của Nhật ạ, với chất vải của nó sẽ là chất tổ ong. Áo thì sẽ có túi ngực của anh em chú nhá, màu trắng tinh. Phần cổ này và cái phần phần cúc áo ấy thì nó sẽ phối với lại màu xanh than anh em chú ạ. Thiết kế có xẻ hai bên phù hợp với anh em chú mà mình thích những tông màu màu trắng sáng đấy ạ. Mã O53. Vai 45, bụng 52 và dài 69 ạ. 150 000 anh em chú ạ. Mã O54, em lên một con áo thun lạnh này, màu xanh, cực kỳ đẹp luôn. Vai 48, bụng 52 và dài 68. Con này là hàng của Hàn các anh các chú nhá, một em áo hiệu của nó là hiệu Millet. Chất thun lạnh siêu mát luôn. phía đằng sau lưng của nó đây nó sẽ có phối với lại một cái đường một cái đường kẻ, cái này nó không phải là in đâu mà nó là cái vải may lên với tông màu xanh than cực kỳ đẹp luôn anh các chú ơi. Mặc con này nó mát rượi luôn. Đây ạ. À những chiếc áo polo này các anh các chú mình mặc cả bốn mùa được kể cả mùa đông thì mình không phải lúc nào cũng mặc áo ấm đúng không ạ ở trong nhà ấy thì mình mặc những chiếc áo thế này vô cùng thoải mái luôn các anh các chú mình đi ra ngoài thì mình khoác thêm một chiếc áo gió vào là vừa mã o 54 mươi vai 48 bụng 52 và dài 68 chất của nó sờ sướng tay luôn các anh chú ạ 150 nghìn nhá 150 nghìn màu xanh cực kỳ đẹp các anh chú ơi mã O 54 Vai 48, bụng 52 và dài 68 ạ, 150 nghìn. mã O 55, em lên một con áo Uniqlo màu đen. Vai 46, bụng 53 và dài 70 này, với chất của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong. Tay bo cổ len nhá, kiểu dáng thiết kế rất là đơn giản. Riêng những cái em áo Uniqlo này, thì cái phần chất, về cái phần chất của nó không phải bàn đâu anh em chú ạ. Nó rất là đanh và đứng form ạ, đầy đủ cúc phụ đi kèm. Đây, hàng của Nhật các anh nhá chú nhá. Thiết kế là có sẻ hai bên này, màu đen. Mã O55, vai 46, bụng 53 và dài 70 ạ. À, 150 nghìn cho em áo Illiquilo. Tiếp theo em thanh lên mã O56 này, một con áo hiệu Polo Lab Lowland. Vai 48, bụng 51 và dài 71 với chất vải của nó sẽ là 100% cotton tông canh chú ơi. Tay bo cổ len độ mới rất là cao cho em. Con này của nó sẽ là made in Sri Lanka này. Đó toàn bộ cái phần này nó là theo theo anh các chú nhá. Phía đằng sau nó cũng có số 3, rất là trẻ trung. À, nó sẽ thiết kế là có xẻ hai bên và vạt sau thì dài hơn vạt trước ạ. Chất nó là chất cốt tông mặc cực kỳ mát luôn đây ạ. Đó, một em áo polo đáp lâu lần độ mới siêu cao. Hôm nay bán 150 000 bình thường những con này bán 350 các anh các chú ạ. Mã O 56, vai 48, bụng 51 và dài 71 này, form dáng rất là trẻ trung. Giá 150 000 cho mã O 56 ạ. Em lên mã O 57 vai 46 bụng 53 và dài 69 với tông màu ghi con này nó là màu ghi và nó có ánh nhũ quanh anh các chú ơi rất là đẹp áo thiết kế này có túi ngực nhá Đây các anh các chú này nó có ánh nhũ đây vô cùng đẹp và lạ mắt và phần cổ cùng với chất liệu thân áo anh các chú ạ nó sẽ thiết kế là có sẻ hai bên con này là hàng của Nhật hàng của Nhật đầy đủ hai cúc phụ đi kèm ạ mã O57 vai 46 bụng 53 và dài 69 anh các chú nhá chất vải của nó sẽ là chất tổ ong đấy ạ, chất tổ ong mỏng. Mã O 57, vai 46, bụng 53 và dài 69, 150.000đ. Mã O 58 vai 46, bụng 53 và dài 63, với tông màu của nó sẽ là màu đỏ xong có kẻ các anh chú nhá. Màu này rất là đẹp, phù hợp với những anh những chú mà yêu thích những cái tông màu đỏ đấy ạ. Được thiết kế là túi, nó có túi, nó có túi này và có một cái tác thương hiệu bằng da ở trước ngực đấy ạ. Đó, phần cổ của nó được thiết kế là cổ len các anh các chú nhé. Và nó sẽ thiết kế là có sẻ hai bên. Cái này sẽ phù hợp với các anh các chú ca tầm khoảng 1m6, 1m63 thôi. Ma O58, vai 46, bụng 53 và dài 63. Ma O58, vai 43, bụng 53 và dài 63. Chất nó là 100% cốt tông đấy ạ. Em lên Ma O59, một em áo hiệu cây suýt vai 46, bụng 52 và dài 69 ạ. Mã O 59, vai 46, bụng 52 và dài 69, màu xanh than. Phần cổ là cổ len và cái nó sẽ là thiết kế kéo khóa các anh các chú nhé. Có một cái túi ngực, có một logo thương hiệu ở trên túi đâu ạ. Đây ạ, với chất vải của nó sẽ là chất poly các anh các chú ạ. Đó, chất rất là đứng phong. Một em áo của Nhật, cực kỳ đơn giản. Mã O 59, hiệu cây suýt. Vai 46, bụng 52 và dài 69 ạ à. Mã O 59 Em lên một con áo dòng gốp ạ à. Mã O 60 Vai 55, bụng 61 và dài 73 Vai 55, bụng 61 và dài 73 các anh các chú nhá Đây, nó sẽ họa tiết quả trám như thế này Phần tay của nó tay bo, cổ len này Áo thì có túi ngực và được thiết kế là kéo khóa các anh các chú ơi Một em áo hiệu Hulma Gop Sport Chất vải của nó sẽ là chất cốt tông Rất là nhẹ nhàng Đó form cực kỳ đẹp luôn và cái này sẽ form to ấy, phù hợp với các anh các chú mà tầm cỡ khoảng tầm 75 cân trở lên ạ. Mã O60, vai 55 ạ, à, bụng 61 và dài 73 các anh các chú nhá. Rất là sang, phù hợp với các anh các chú mà trung tuổi đây ạ, họa tiết quả chám. Mã O60, vai 55, bụng 61 và dài 73, 150.000 cho em áo giúp. Em lên mã O61, một em áo yulequilo thể thao Vai 48, bụng 55 và dài 75 màu đen ạ Con này thì nó thiết kế rất là đơn giản thôi Nó màu đen Thì nó sẽ không có đường may ở hai bên anh nhá chú nhá Với chất vải của nó đây cực kỳ thông thoáng Độ mới cũng khá là cao Mà O61 Vai 48, bụng 55 và dài 75 Giá 150.000 cho mã O61 anh nhá chú ạ Má O62, một em áo Uniqlo màu xanh than vai 44, bụng 50 và dài 73 nhá, form dáng slim fit. Với chất vải của nó sẽ là chất cốt tông tổ ong này, tay bo cổ len và nó sẽ phần tay và phần cổ đây. Nó sẽ có hai cái đường lai màu đỏ và màu trắng rất là trẻ trung. Và cái chất vải của nó đây ạ, cực kỳ phẳng phiu đứng form anh các chú nhá. Và nó sẽ là thiết kế có xẻ hai bên. Mã O62 Vai 44 á, bụng 50 và dài 73 Mã O62 Giá 150.000 cho em Uliqlo này ạ Em thanh lên mã O63 Vai 55, bụng 64 và dài 78 Form size rất là to Con này với tông màu của nó sẽ là màu đen Anh ơi chú ạ, một em ảo hiệu Sam -lokop. Chất cốt tông tổ ong này hàng của Nhật Cực chất nó vải nó rất là dày dặn Phần tay được thiết kế là tay bo cổ len đây Và có túi ngực nhá Form size to Phù hợp với các anh ơi chú mà đến 80-90 cân vẫn mặc vừa Mã O63 vai 55, bụng 64 và dài 78 ạ, thiết kế có xẻ hai bên. Mã O63, vai 55, bụng 64 và dài 78, giá 150 000 nghìn anh nhá chú ạ. Mã O64, em thanh lên một em áo hiệu, một em áo hiệu của K, KF anh nhá chú ạ. Mã O64 vai 50 bụng 55 và dài 74 nhá. Con này là hàng của Hàn các anh chú ạ. Hiệu Lê Cáp đấy ạ và nó sẽ là uh, kẻ màu hồng này với màu trắng rất là trẻ trung phù hợp với những anh những chú mà thích những tông màu tươi trẻ đấy ạ áo thiết kế có túi ngực này có một cái logo ở trước ngực với chất vải của nó là chất vải thun chất vải thun co giãn các nhà chú nhá cực kỳ nhẹ nhàng luôn và nó là sẽ không có xẻ hai bên đâu ạ mã o 64 vai 50 bụng 55 và dài 74 này giá 150.000 ạ mã o 65 vai 45 đến 50 bụng 53 và dài 68 một em áo hiệu Kappa một em hàng thương hiệu của Italy các anh các chú nhá con này thì là hàng của Nhật con này nó là nó là hàng của Nhật các anh các chú made in China nhưng mà xuất về Nhật với chất vải của nó đây ạ nó sẽ là chất tổ ong phần cổ cùng với chất liệu thân áo và có một cái logo logo Kappa và cái chữ cái cái cờ ý ở trước ngực đấy ạ phía đằng sau của nó nó sẽ phối với màu trắng như thế này rất là trẻ trung phần cổ cùng với chất liệu thân áo anh nhá chú nhá thiết kế là có sẻ hai bên mã o 65 vai 45 đến 50 bụng 53 và dài 68 và 150 000 cho em áo kappa này mã o 66 vai 45 đến 50 bụng 53 và dài 70 một em áo với tông màu xanh than hiệu phai ao anh nhá chú ạ với chất vải của nó sẽ là chất poly cực kỳ đanh và đứng form và con này thì nó sẽ phù hợp để anh nhá chú mặc thời tiết hè thu đấy ạ vào mùa này thì mặc những con áo nó dày dặn thế này là rất là hợp áo của nhật nhá đầy đủ cúc phụ đi kèm ạ tông màu xanh than có một cái túi ở phần trước ngực túi này kiểu là trang trí thôi anh nhá chú ạ ma o sáu Vai 45 đến 50, bụng 53 và dài 70 này, thiết kế có xẻ hai bên. Màu xanh than các anh nhá chú nhá, 150 000 cho em áo phai ao, mã O66. Vai 50 đến vai 45 đến 50, bụng 53 và dài 70 ạ. Mã O67, em lên một con áo la cốt với tông màu của nó sẽ là màu trắng kem có kẻ xanh ghi các anh các chú ạ. Vai 42, bụng 44 và dài 65 con này thì form nó như form cái áo này có lẽ dành cho các chị em thì nó hợp hơn hoặc anh hoặc anh nào mà kiểu người rất là nhỏ ấy mã o 67 vai 42 bụng 44 và dài 65 chất cốt tông tổ ong này tay bo cổ len đây có một cái logo hình cá sấu ở trước đây anh chú ơi áo la cốt nhá chất cốt tông tổ ong 100 phần cốt tông mặc cực kỳ là thoải mái áo của Nhật mã o 67 vai 42 bụng 44 và dài 65 áo la cốt em lên mã cuối cùng ngày hôm nay Mã O68 Vai 46, bụng 50 và dài 66 Đây một em áo hiệu NEPA màu xanh than Con này nó sẽ là phù hợp với các anh chú mình đi chơi thể thao, đạp xe Hoặc những anh ấy chú mà thích phong cách trẻ trung đây Có một cái logo NEPA được thêu ở trước ngực Với chất vải của nó Nó sẽ là chất poly thể thao của anh chú nhé Cổ trụ ờ, Những con này thì anh chú mình mặc nó vừa người thôi Mình không nên mặc dài đâu ạ Đó là kiểu dáng, kiểu dáng body Mã O68 vai 46, bụng 50 và dài 66 ạ. Con này là áo nepa của Hàn anh em chú nhá, 150 000 cho em áo nepa này. Như vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên tất cả gần 70 sản phẩm áo polo hàng phun thương hiệu của Hàn và của Nhật với mức đồng giá là 150 000 một sản phẩm và em Thanh sẽ miễn phí ship để ra hàng toàn quốc khi anh chú sẽ mua từ hai sản phẩm trở lên. Có trong trường các anh chú mua một sản phẩm thì vui lòng thanh toán thêm giúp em là 23 000 nhé. Và các anh chú mình cứ nghe rõ thông số để mình chốt đơn cho dễ dàng ạ. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em ngày hôm nay và hẹn gặp lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ. Em Thanh xin cảm ơn và xin chào.